Kính thưa quý vị, sau đây là một số tin nóng đáng chú ý và tôi đến từ tin nóng cà phê 24 giờ. Covid-19 trong cộng đồng tăng, Thời Thiên Huế siết chặt nhiều hoạt động. Đêm nay Bắc Bộ chuyển rét, Hà Nội về đêm có thể xuống 15 độ C. Cảnh báo 20 xã phường ở Bình Dương nguy cơ bùng phát dịch Covid-19. Bà Địa Vũng Tàu yêu cầu các chốt trực 24 trên 24 giờ để kiểm soát việc ra vào tỉnh. Và sau đây là một số thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, ca cá mắc Covid-19 trong cộng đồng tăng nhanh, Thừa Thiên Huế siết chặt nhiều hoạt động. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành thông báo mới nhằm siết chặt các hoạt động, dịch vụ trên địa bàn do các ca cá mắc Covid-19 trong cộng đồng tiếp tục tăng nhanh. Sáng ngày 7 tháng 11, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tính từ cuối tháng 4 đến nay, trên địa bàn ghi nhận 1.316 ca F0, hiện đang điều trị 368 ca. Trước đó, chỉ tính riêng trong ngày 6 tháng 11, tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận có 64 trường hợp ca dương tính với sắc COVID-2, trong đó tại cộng đồng là 22 ca thuộc các phường của thành phố Huế, gồm Vĩ Dạ, An Cựu, An Tây, An Đông, Thủy Bằng, Đông Ba và một số địa phương khác trong tỉnh. Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Thừa Thiên Huế đã ban hành thông báo mới điều chỉnh các biện pháp kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, kể từ ngày 7 tháng 11, theo quy định mới của tỉnh, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhà hàng, quán ăn, quán cà phê được phép hoạt động, thực hiện biện pháp an toàn phòng chống dịch nhưng phải giãn cách tối thiểu 2m giữa các bàn, quét mã QR, phục vụ không quá 50% công suất và không quá 50 khách hàng trong cùng một thời điểm. Các cơ sở này phải đăng ký với chính quyền địa phương về thực hiện các quy định phòng chống dịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát điều kiện an toàn phòng chống dịch, yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực hiện việc quét mã QR. Đây được xem là điều kiện bắt buộc để cho phép hoạt động. Đối với tiệc cưới hỏi, liên hoan, tiệc mừng đô tổ chức nhưng phải đảm bảo thực hiện theo quy định giãn cách tối thiểu 2m giữa các bàn. Quét mã QR phục vụ không quá 50% công suất và không quá 50 người. Việc tổ chức đám tang, việc hiếu phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch, hạn chế tập trung đông người và vận động người dân tổ chức theo hình thức đơn giản. Hoạt động thể dục thể thao trong nhà, ngoài trời được hoạt động nhưng phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch quét mã QR, riêng các hoạt động thể thao trong nhà không được hoạt động quá 50% công suất. Hoạt động giáo dục đào tạo, dạy nghe duy trì học trực tiếp đối với những địa bàn có yếu tố dịch tễ nguy cơ cao hoặc các trường hợp có F0 thì xem xét các yếu tố dịch tễ, tổ chức kết hợp dạy học qua truyền hình, dạy học trực tuyến cho học sinh đến trường ngay khi đã tầm soát, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch. Các di tích lịch sử văn hóa, các khu điểm du lịch, danh lam thắng cảnh được hoạt động, khu vực ngoài trời không tổ chức tham quan hoạt động trong nhà đảm bảo các quy định về phòng chống dịch các hoạt động sinh hoạt tôn giáo được phép tổ chức nhưng không quá 50 người và không quá 50% công suất tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, thờ tự. Hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Bộ Giao thông Vận tải. Các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết phải tạm dừng kể từ ngày 7 tháng 11. Trường hợp thực sự cần thiết phải tổ chức, người đứng đầu đơn vị, địa phương giữ vai trò quyết định và chịu trách nhiệm trước ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh tạm dừng các hoạt động đối với các nhà hàng quán ăn, tạm dừng điểm bán hàng đặc sản lưu niệm, điểm rửa xe dọc tuyến quốc lộ 1, hầm Hải Vân, cầu vượt thủy phù tại km 842, đường Tránh Huế, vòng xuyến vào phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, địa giới Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar vũ trường, massage sông hơi, cơ sở thẩm mỹ spa, game online, dạp chiếu phim, bắp bia, hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, các giải thi đấu thể thao phải tạm dừng hoạt động. Đêm nay Bắc Bộ chuyển rét, Hà Nội có thể xuống đến 15 độ C, không khí lạnh tràn về. Từ đêm nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ C. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay ngày 7 tháng 11, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều nay ngày 7 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Tối và đêm nay sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của dãy áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh phân tích trên, nên chiều và đêm nay ngày 7 tháng 11, ở các khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 9 tháng 11, trời hưởng nắng, từ đêm nay và ngày mai ngày 8 tháng 11, ở khu vực Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa đến rất to và có rông. Từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 11, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, nên ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa đến rất to và rông. Trong mưa Sông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, xa lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Từ đêm ngày 07 tháng 11 ở bắc bộ và bắc trung bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao là dưới 8 độ. Từ khoảng đêm ngày 12 tháng 11 nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm. Từ chiều nay ngày 07 tháng 11 gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, ở vịnh bắc bộ chuyển gió đông mạnh cấp 7, có lúc cấp 8 cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, khu vực Bắc biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa có gió đông mạnh cấp 6, lúc giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 m. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm ngày 7 tháng 11 có lúc có mưa rào và giông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 9 tháng 11, trời hừng nắng. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, gió giật mạnh. Từ đêm nay ngày 7 tháng 11, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ. Từ khoảng đêm ngày 12 tháng 11, nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét, mưa đá cấp 1. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió giật mạnh trên biển là cấp 2. Dự báo thời tiết ở các vùng trên cả nước ngày 7 tháng 11. Tây Bắc Bộ mưa rào và rông, cục bộ mưa vừa mưa to, gió nhẹ, đêm trời chuyển rét, có nơi rét đậm, cảnh báo lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa rông, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, có nơi dưới 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Đông Bắc Bộ mưa rào và rải rác rông, cục bộ mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2 3, từ chiều nay gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 5, đêm trời chuyển xét, vùng núi có nơi rét đậm, dự báo xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa rông, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C, ở vùng núi là 12 đến 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C, nhiệt độ cao nhất là 25 đến 28 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng Chiều và đêm có mưa rào và rông cục bộ, mưa vừa, mưa to, gió nhẹ từ chiều tối nay, gió chuyển hướng Tây Bắc lên cấp 2, 3, vùng ven biển cấp 3, 4, phía Bắc đêm trời trở rét. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc là 15-18 đến 18 độ C, phía Nam là 19-22 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất là 27 đến 30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và rông vài nơi, Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, 3. Trong mưa rông có nguy cơ xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là 23 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 29 đến 32 độ C. Có nơi trên 32 độ C. Tây Nguyên mưa rào và rông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, 3. Trong mưa rông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Nam Bộ mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác, có nơi có rông, gió nhẹ trong mưa rông đề phòng lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất là 31 đến 34 độ C. Cảnh báo 20 xã phường ở Bình Dương nguy cơ bùng phát dịch Covid trở lại. Đánh giá tình hình, ngành y tế tỉnh Bình Dương cảnh báo 20 xã phường có nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh. Trong những ngày qua, số ca mắc COVID-19 ở địa phương này có xu hướng tăng lên, do đó ở Bình Dương khuyến cáo người dân chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch, thực hiện thường xuyên quy tắc 5K. Ngày 6 tháng 11, thông tin từ ngành y tế tỉnh Bình Dương cho biết, kết quả đánh giá ở cấp độ dịch từng địa phương xác định có nhiều nơi có nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh. Bình Dương có 91 xã phường thị trấn được chia thành 3 cấp. Cấp 1 có nguy cơ bình thường mới tương ứng với màu xanh, có 28 xã phường thị trấn. Cấp độ 2 có nguy cơ trung bình là màu vàng, có 43 xã phường và thị trấn. Cấp độ 3 có nguy cơ cao là màu cam, có 20 xã phường và thị trấn. Theo số liệu thống kê từ CDC tỉnh Bình Dương cho biết, số ca mắc Covid-19 ở địa phương này có xu hướng tăng lên. Cụ thể vào ngày 31 tháng 10, địa phương ghi nhận 672 ca mắc Covid-19, ngày 1 tháng 11 có 682 ca F0 ngày mùng 2 tháng 11 có 780 F0, ngày mùng 3 tháng 11 có 773 F0, ngày mùng 4 tháng 11 có 948 ca F0, ngày mùng 5 tháng 11 có 917 ca F0. Thống kê từ hệ thống 3 tầng điều trị COVID-19 ở Bình Dương cho thấy số bệnh nhân xuất viện khỏi bệnh liên tục tăng trong số bệnh nhân nhập viện chuyển nặng giảm rất nhiều, mặc dù số ca mắc ghi nhận cao mỗi ngày nhưng số F0 nhập viện chỉ khoảng 200 ca. Hiện Bình Dương có hơn 232.300 người xuất viện trong tổng số 236.200 ca ở đợt dịch lần thứ tư này. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Trương cho hay tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng, tử vong ở địa phương giảm nhờ đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm và tiêm chủng vaccine. Hiện địa phương này có 97% dân số đã tiêm ít nhất một mũi vaccine và hơn 80% dân số đã tiêm đủ hai mũi. Hiện chưa F0 nào ở Bình Dương đã tiêm vaccine phải chuyển lên tầng 3, tầng cấp cứu hoặc hồi sức. Theo lãnh đạo y tế tỉnh Bình Dương, chiến lược bóc tách 100% F0 ra khỏi cộng đồng để đạt mục tiêu zero Covid rất khó đạt được và địa phương đang chuyển dần sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19. Mỗi người dân tuyệt đối không được chủ quan lơ là, tránh tâm lý xả hơi sau thời gian giãn cách, cần nghiêm túc thực hiện nghiêm các thông điệp 5K. Trên tinh thần phòng hơn chống, người dân phải quét mã QR tại các điểm đến, cơ quan công sở, cơ sở khám chữa bệnh, quán ăn siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống, cửa hàng bán lẻ lương thực, thực phẩm phương tiện công cộng, nhà máy tự thực hiện test nhanh kháng nguyên tại nhà hoặc tham gia test COVID-19 cộng đồng khi địa phương có thông báo. Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu các chốt trực 24 trên 24 giờ để kiểm soát việc xa vào tỉnh. Bà Rịa Vũng Tàu phát động phong trào toàn dân phát hiện, tố giác với chính quyền những người từ vùng dịch về địa phương, không khai báo y tế và cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. Ngày 5 tháng 11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, tính từ 18 giờ ngày 4 tháng 11 đến 18 giờ ngày 5 tháng 11, Tỉnh này ghi nhận 72 ca mắc Covid-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Cụ thể, thành phố Vũng Tàu có 24 ca, trong đó có 8 ca trong khu vực cách ly tập trung, 9 ca ở khu vực phong tỏa, 7 ca ngoài cộng đồng. Tại thị xá Phú Mỹ, ghi nhận 21 ca, gồm 2 ca trong khu vực cách ly tập trung, 2 ca trong khu vực phong tỏa, 17 ca ngoài cộng đồng. Thành phố Bà Rịa có 15 ca, trong đó 9 ca ở khu vực cách ly tập trung, 2 ca ở khu vực phong tỏa, 4 ca ngoài cộng đồng. Huyện Châu Đức ghi nhận 4 ca. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết thêm, những ngày gần đây tiếp tục ghi nhận các ca mắc ngoài cộng đồng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, quản lý tốt những người từ các tỉnh khác về Bà Rịa Vũng Tàu, các địa phương triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc địa bàn, khu dân cư, số hộ, số nhân khẩu, kịp thời phát hiện các trường hợp người từ vùng dịch trở về không khai báo để xử lý theo quy định của pháp luật, tuyên truyền phát động phong trào toàn dân phát hiện, tố giác với chính quyền, các cơ quan chức năng những người từ vùng dịch trở về địa phương không khai báo y tế và cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. Các chốt kiểm soát liên ngành đường bộ, căn cứ tình hình thực tế để bố trí quân số đảm bảo duy trì hoạt động 24 trên 24, nâng cao hiệu quả kiểm soát người. Phương tiện ra vào các cửa ngõ của tỉnh, khu vực giáp danh với các tỉnh khác, không để dịch bệnh lây lan về nhiều địa phương. Phát hiện vi phạm các lái xe, người theo xe trên tuyến đường di chuyển, tại nơi giao hàng, lên xuống hàng hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tổ Covid-19 trong cộng đồng thực thi nhiệm vụ đi từng ngõ, gõ từng nhà để nắm mắt số người từ các tỉnh thành khác trở về địa phương để báo cáo chính quyền các cấp quản lý thực hiện khai báo y tế đúng theo quy định, đồng thời yêu cầu và hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe, không được đi lại và tiếp xúc với mọi người trong khu dân cư, chủ động khai báo y tế, bản thân hoặc người trong gia đình có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh.